Xin chào Việt Nam. Hôm nay lên chiếc F 2010 với mình. Xe khá là đẹp nha mày. Sơn bạc rất là đẹp nữa mà. Máy móc ra chạy là phóng như bay. Mấy anh em coi tin vui clip có giá nha mà. Xe này xe bô em độ chủ nó có thay mà. Chủ nó có thay cái bô. Bô mới chát luôn. Dòng này thì hai bên một bô lắm nha mà. 10 chiếc như 10. Nói chung ra là tại vì nó vậy rồi. Cái lỗi chung nó vậy rồi nha. Này kỹ nên em về gắn bắt nước nè, chè nó buộc lại này, lúc trước nó có gắn nè. Giờ mình cắt ruột xe hoặc là mình cái mua cái chè bắt nước nè, bắt vô đó để cho nó giữ lại, đừng có xét cái phụ dưới cái thân sườn ở trong này ha, nó còn rất là đẹp. Giờ cái vết dầu được ra đẹp lắm. Dẫn chép bóc bóc nha mà. Hả? Để em. Hả? Gắn đi đâu rồi? Ngủ rồi. Ừ. Hả? Xe này 49. Xe này đẹp quá. Chạy đã hết biết đã. 49 triệu nha mà. Bù thay cả cây nha mà. Đó. Em đoán vậy thôi nhưng mà chắc có thể là thay rồi. Bô zin đó thì nói chung là nó hay bị mục lắm anh. Mục ở đây, dưới này. Hoặc là đây hoặc là co cái dòng này thì nó vậy đó, áo sống tác hiệu. Máy là đi miễn bàn nha anh. Bóng này à, bên trái bên hông nha. À cháy đều hết nha. Đây đẹp quá nha anh. Mẫu 2010 này thì cái màu vàng đen này nhìn nó hút nhất. Đẹp. Máy là bao chuẩn nha anh.
em lên có lượng vòng rồi, đi ghê thiệt. Rồi thế thôi, làm miếng cà phê nha ma. Thời tiết gì mà nóng quá nóng ấy. Rồi ok, em nào cảm thấy hợp, đam mê, yêu quý cái dòng này thì liên hệ số điện thoại đây. Hai đợi em sang quảng trường ha, sang trường đó. Cái này số này Zalo luôn, 032 5555 330, 0961 334 375. Còn em thì đi suốt, nhiều khi không có ở nhà cầm điện thoại chạy xe nữa, anh gọi nhiều khi không có được, bởi vì mình liên hệ sang trường giùm em. Rồi xin chào anh em.